Rồi, xin chào các bạn nghe. Anh em mình tiếp tục lên đường đó các bạn ơi. Thăm luôn bảy huyền thoại đó nghe. Đó, chào các bạn ơi. Rồi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Cái này là cái phần 2 của cái luồng bảy này nha các bạn. Tại nó nhiều quá mình phải cắt ra làm hai. Đây, cái bảy đầu tiên cho tao vô tao phanh cho. Vô bọc lúa ai. Dính nữa rồi. Bảy này rồi. Dính bốn con. Chắc ngựa. Ngựa nữa đi. Ngựa cũng được á. Mình không có ngựa mình cho thằng Câm hết rồi nghe bạn. Cho nó hết á. Hèo không cho nghe. Hèo cho nó thằng đá. Hèo bự không cho đó. Rồi banh xác bạn ơi. Có lúa vô rồi đó. Cô cũng chịu cái chết mẹ nó nữa rồi. Bỏ chuột vô rồi. Rồi cái bẫy này nó ngon cái ghê mà chết chuột trời. Chết rồi. Nó vô trong đó nó thăm các bạn. Lùm quá mà. Ôi. Nó dính nữa nó kêu nữa bạn ơi. Lùm quá trời lùm bự không. Đâu rồi. Chính không? Bự không? Cái con nó thăm kìa. Cái này của đằng này của tao. Còn chuột nó chết. Thành ba hả? Ba. Trời ơi trời. Bữa nay mà vô mini rồi nè. Coi dính là ngon nè. Rồi, mày bắt cái đó đi, tao đẩy nó không có đẳng nha. Vô bọc lúa tao. Rồi. Cái này là cây cuối. Có là khách lại luôn ha. Có tao hú mày lại. Trời ơi trời, 11 con, mấy con mà các bạn. Còn, có, còn mấy cái bẫy nó hết rồi, còn mình còn nhiều lắm. Mình còn có mười mấy cái rồi. Mà hết theo rồi, theo hết nổi rồi. Nhiều khoảng cách xa quá. Con chuột quá con chuột nguyên thì ăn tới cái nữa các bạn ơi. Cái này của mình đây nè, cái này cái thứ tư rồi nè. Bảy lòi thuốc ra ngoài luôn, trông lỏng lông luôn. Chết các bạn. Quốc. Trời ơi trời, ông nội ơi. Bà ngự á. Bà ngự á. Trời ơi bà ngự á. Má ơi, bà ngự á. Nó là bự á. Rồi bắt kêu cho nó đây. Bắt kêu cho nó. Bà ngự á. Thứ đó, nó ngựa rồi cho tất cả vô cho nó. Ngựa với heo mà nhỏ. Nhỏ nhỏ là cho nó hết. Là cho mày hết trơn á, cho mày đi. Nó làm đám gì đó. Hả? Ừ. Lại lại ra đi. Nó giữ rồi nó cắn. Cắn dính ổn luôn á trời. Ừ. Ghê thiệt. Bà nội cha đó nè. Trời bá luôn bà ơi. Cửa ai? Cười coi, cười. Đúng không nè. Vô, nó được bọc ngựa nhiều hơn mình đó các bạn. Ở đây, xuống đây một cái nữa các bạn. Mấy bảy này còn cái ghê luôn rồi. Rồi mình lần lần hai, chưa thấy gì. Lần hai, hy vọng hết rồi. Kỳ quá bạn ơi. Ngon lắm mấy bạn này, ghê luôn. Cái này
rồi không có phân thiết gì cho nữa rồi bạn ơi. Nó te nữa bạn ơi, lố chuột có nữa này. Một lần nữa mà không có dính chắc cuốn rồi luôn á. Kỳ thiệt chứ. Một ghê rồi. Thăm đây. Cái gì đây? Ngựa gì vậy? Nữa nữa. Vô ngựa nó khoái rồi mày đặt hoài. Trời ơi là trời. Ngựa không có má. Để cho nó bắt luôn. Ừ, bắt luôn. Bắt đi. Đồ nó cho mày bắt đi. Trời ơi trời. Vô ngựa thật ừ. Ngã ngựa. Nghĩ quá vô bạn ơi nè. Này cầm dám nhiều gắn hơn tôi anh. Nhiều hơn. Hiện giờ là nó nhiều hơn tao rồi đó. Bởi nên mỗi giờ nè. Bây giờ đợt này nè. Biết nằm đâu thôi. Thôi từ từ bạn. Rồi học rồi bạn ơi, học rồi không có phân biệt gì cho nên học rồi lúa ơi. Thôi rồi học thôi là cái đó bạn ơi. Coi tao bắt con hành bự rồi. Mày chạy đi đâu với tao? Chuyến này mày nhẹ coi. Đó đó, trình không rồi đó. Trình không hả? Trình không, nó môi ở ngoài trình không rồi. Là biết rồi, còn nguyên rồi đó. Không có thấy phân thiết gì trên đó, trình không rồi. Lụt gột vậy? Gột đâu mà ra. Chuột chút ngắt cái gì, còn. Còn chuột hên quá. Còn con chuột là còn hy vọng. Về đây nghĩ không à chui chết mẹ đành cái nữa các bạn đây nè cái vừa đắng cái khác đừng cãi tao hoài rồi phọc một chút nữa dạ con má tao dính dện bành trướng dính dện lớn rồi trời. Trời ơi trời. Giờ anh người ta dính bành trướng mà dính con rắn. Trời ơi là trời. Dính rắn cho không vậy? Ừ. Chừng 700 gram mà bắt cho nó luôn đi. Nổ luôn. Phái là nghe cừ nha. Má, dính dện thấy ham mà dính dện kỳ vậy? Trời ơi trời. Ngon rồi. Dạ. Nó thọt lên chứ nó cắn cái gì. Má dữ coi. Lại cái lại nha. Lại cái đi. Dữ coi. Bắt luôn. Cũng bự các bạn ha. Ngon quá bạn ơi, cho vô luôn, mặt luôn. Vô luôn không? Công ơi. Vô luôn. Nắm cái đầu. Ừ, nắm nha. Ừ. Ừ. Vô. Chết từ từ. Vô chết tao rồi đó. Cái giọng nó cười kìa. Nó mê đó. Nó khoái rồi đó. Đó. Mày chết nữa bạn ơi. Cũng rồi. Ừ. Không thấy gì hết trơn. Không thấy gì hết trơn, không có lò. Vấn đề gì hết trơn. Đất. Để trong này cho các bạn ơi.
Đó là nó hết gạt ở đây. Cái gì nào dính rắn gì không bạn ơi. Chết rồi. Rồi phọc nữa bạn ơi. Chụp con vàng sẽ phọc nữa. Con ghê. Ây da, phải làm gì mà nói. Con dính con rắn bạn ơi. Bạn thông cảm là đây nè, thấy chưa? Có dấu phân ở trên bạn đây nè. Con gì con rắn á, chắc ăn là con rắn gì thôi. Ôi, nhà tay nè. Trời ơi, đừng có ngựa nữa. Trời ơi, ôi sao nhỏ vậy? Nó... Trời ơi, bự bạn ơi. Không. Ủa. Không còn thằng nữa. Có gì đó bạn ơi. Phân nó nằm đây rồi, ở trên này. Rồi, rồi. Cái hành nhây có nó nhảy ra. Tưởng hụt nữa rồi chứ không. Ủa thấy cục phân ở trên tao tưởng nó rắn cho nữa rồi. Tính nó nữa à? Tính nó nữa. Ôi nửa ký. Nửa ký luôn. Có nửa ký được rồi. Hả? Nửa ký được rồi. Vô. 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 Có giờ năm con cho hết rồi ba rồi đây ơi kéo này dính chuột chưa ăn lúa chụp đàn cái vô đi mở máy chậm quá vô thăm đi cái gì vậy cái gì vậy đây ủa nặng quá mới mới chừng hai con nè hai con gì rồi hai con gì rồi hai con là chết nhỉ hai con nữa nặng á thấy nặng nặng thấy nhắn đâu có bự mà ôi một con anh Trương con hai con ký lô dữ vậy nửa ký lô không có nữa dạ bắt đầu anh bán tôi anh nói nửa ký bán tôi gắn nhị thấy nhắn nhỏ vậy ta bán ngắn từ nhì nửa ký không được đâu thế ta thấy nhỏ chứ vậy thì giờ anh nói nửa ký anh bán tôi gắn nhì nửa ký đi trời ơi gì mà cũng dính giận mua nhì 550 luôn nè hơi thui con màu hả con màu hả con thì nó hơi chọn thấy nó nặng á trời ơi đụ mày ký luôn á ông nội đâu dữ vậy ta anh nói gắn nửa ký anh bán cho thấy ta thấy nhỏ gì ta anh bán cho tôi rồi. Ôi trời. Ăn cũng nữa rồi. Này đâu có lỗ tiền cơm đâu, kệ nó. Cái trời ơi. Vô. Gấp chuột quá vô. Ồ. Không thấy không? Rồi chạy được bạn ơi. Trời ơi, chết chuột trời.
chết chuột. Có vài cái nữa bạn ơi, cái này ngập nước nữa. Ủa bạn, ngon quá rồi. Dính thằng gì? Dính. Nhỏ bạn ơi, thằng nhỏ. Nhỏ không hình không hình. Sống. Sống rồi. Xíu à. Một xíu bạn. Cái bẫy mình giờ cho khác rồi. Một xíu. Một ba. Rồi để hồi rong nó bắt mà. Rồi bạn ơi, bỏ cái nữa coi. Có bẫy là chứng nào cũng bị người ta làm kiểu này hết chứ. Trời ngộ thiệt chứ, phải đi mẹ tôi rồi đi, chứng nào cũng bị hết trơn. Đấy đi, chứng nào cũng bị hết trơn, dở tóc hết trơn. Mỗi chiến đây là trái đâu bạn, mình còn cái này cái nữa là hết rồi bạn ơi, 20 cái mới có 7 con à. Cái dính rồi. Ăn cái con nước cho nó tệ quá bạn ơi. Ngon ghê mà nó dính rồi, ngộ rồi chứ. Người ta ăn hết rồi. Nó mất con chuột nữa nghe. Thiệt nha các bạn. Còn cá nữa các bạn. Còn cá nữa. Còn mấy cái nữa hả cả. Nó còn nguyên trời. Cái này các bạn ơi. Cái này của nó mà của mình. Mình còn con cái à, hả? Dính mẹ lúa gì nữa. Dính là lừa lúa gì, dính lúa gì, trời ơi cũng đã nè, hành nhì, con này nhì ngon rồi, dục mẹ rồi đi, dính thứ nào chịu nổi, dính thì nóng lạnh nè, bắt luôn, bắt lên, nhì, nhì. Tay tay rồi các bạn ơi, cái này cái cuối cùng của mình luôn á. Ừ, 7-8 con, 20 cái, 7 con. Cái cuối cùng của mình nha. Cuối cùng là cúng cùi của mình đó. Làm con nữa coi trời. Cái cuối này. Nó nữa rồi bạn. Con nữa rồi. Con nữa rồi bạn. Thấy con còn rồi. Con gì là cũng ngon bạn. Trăm gram cho lên bạn.
con ở đây nữa nè các bạn. 300. Còn thật yếu 300 á. Còn 300 thật yếu. Cũng được, bắt đi. Đúng đi. Nó cho chổng như có gì nó đi vô trong chổng luôn à. Cái đằng chỗ mộ dính không? Cái mộ chưa biết nữa. Nó đi chổng lâu quá sao lúc tao bắt gắn ra nó chưa ra nữa. Đi đâu. Dính nữa hả về đó. Không. Chuột chết. Ồ, mình được bọc rồi nha bạn. Còn nhức luôn. Vậy. Nhức luôn. Nhảy. Nhức khí nhất. Ngon không? Đây con này con cuối cùng rồi bạn. Là xong luôn bạn ơi. Mở chú lưới ra. Dĩ không chịu ra. Chui cái đầu này nó bóp hôm sao mà nó chui cái đầu vô không rồi ta. Nhì, nhì, nhì cái này chắc vừa vô nhì. Nó vừa vô. Hành đỏ. Rồi, tôi đưa là kéo lên coi nè. Cầm kéo lên. Mình kết thúc clip cho nó rồi. Trời ơi, một bọc khổ ngựa này bạn ơi. Nè. À. Đó. Túi ngựa hành thì hôi quá trời quá đất rồi. Ra lần lâm à, cầm lên anh. Cầm lên ừ rồi được chiêu đó các bạn ơi. Rồi tạm biệt các bạn luôn. Rồi bye bye.